giá rẻ chỉ khoảng 170.000 đồng một ngày, theo công bố trên website du lịch nổi tiếng của Anh Skyscanner. Thế nhưng, giá rẻ chưa phải là yếu tố tiên quyết để níu chân du khách. Bởi theo báo cáo của chương trình phát triển năng lực du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội, thì có 90% du khách quốc tế đến thăm Việt Nam lần đầu, nhưng chỉ có 6% lượng khách quay trở lại.